Khi mà nghe tin Lục Dân Tiên đã chết á, Kiều Nguyệt Nga mới thề là sẽ thủ tiết suốt đời. Nhưng mà cái ông thái sư đương triều á, ông hỏi cưới nàng cho con trai ông không được, cái ông đâm ra ông mới đem lòng thù oán, ông mới tấu với nhà vua phải bắt Kiều Nguyệt Nga đem cống cho giặc ô qua. Khi mà tới cửa ô qua, Kiều Nguyệt Nga mới ôm bức họa Lục Vân Tiên nhảy xuống sông tự vẫn. Con hiểu không? Dạ hiểu. Giỏi. Đâu? Ủa sao bữa nay má về sớm quá vậy? Má nữa, nó bị lớn à, con nít có chút xíu à. Má kể ba cái chuyện tình yêu tình yết cho nó nghe, tiêm nhiễm vô đầu con nhỏ rồi sao má? Má không biết. Má thấy hồi xưa ông bà cha mẹ mình cũng kể chuyện cho con cháu nghe y vậy á. Bước xuống dưới đây coi. Đi lên trên nhà trên. Bà nội. Kêu cái gì? Đi lên. À, đi lẹ. Đâu con? À, má đã dặn con biết bao nhiêu ra lần rồi. Đi. Đây là lần cuối nghe chưa? Má mà bắt gặp con bước xuống dưới này là má đã tính đáng tính nghe chưa? Trời ơi, bà lớn tuổi rồi, đường trơn trượt như vậy, bà không ở nhà đi, mà đi ra ngoài đường chi vậy? Không đi thì con cháu nhà nó đói, lấy cái gì ăn hả cô? Bà cầm tay con nè. Bà dơ lắm con. Không sao đâu, bà cứ nắm tay con đi. Bà giữ chặt tay con nghe. Cảm ơn cô. Nhà bà ở đâu, con đưa bà về. Ở đây nè. Mình đi. Cẩn thận, cẩn thận. Cô thiệt là tốt bụng, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Có gì đâu bà. Cô tới đây chơi hay có chuyện gì? Dạ, em qua thăm bác Sáu. Sẵn tiện em đem cho bác Sáu ít tiền. Anh Tùng gửi cho bác Sáu để dành ăn trầu. Má sống ở đây với vợ chồng tôi á, đầy đủ không thiếu thứ gì, đâu có cần phiền đến chú Tùng làm gì. Bác Sáu có nhà không chị? Có, nhưng mà bà ngủ rồi. Bà sướng lắm, ăn ngủ suốt ngày vậy đó. Mà thôi, có chuyện gì á cô cứ nói với tôi đi, đừng có làm phiền giấc ngủ người lớn tuổi, không có tốt. Chị gửi cái này cho bác Sáu giùm em. Tuy là bác Sáu ở đây không thiếu thốn gì, nhưng mà chị cứ cầm đi cho anh Tùng anh vui. Ủa, mà tiền này đâu chú Tùng có? Đừng nói là... Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Ông hai á, ông thấy anh Tùng siêng năng giỏi giắng, ông hai ông thương, cho nên là thỉnh thoảng ông cho anh Tùng ít tiền, anh Tùng anh để dành đó chị. Với lại ông hai ông nói bắt đầu từ tháng này anh Tùng sẽ có lương á. Thôi để tôi cầm rồi tôi đưa lại cho má. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ thôi, em xin phép. Về đi. Loan. Anh Mai. Cô đâu vậy? Em đi qua thăm bác Sáu. Vậy hả? Chắc má tôi vui dữ lắm hen. Bác Sáu ngủ rồi, cho nên là em gửi ít tiền cho chị Thùy rồi về, không có gặp được bác.
gửi tiền cho vợ tôi hả? Không lẽ cô cũng đi vay tiền? Dạ không, là tiền của anh Tùng. Anh Tùng nhờ em gửi để biết bác Sáu. Tiền của thằng Tùng? Dạ. Nó làm gì có tiền mà gửi ta? Thỉnh thoảng ông hai có cho tiền anh Tùng, ảnh để dành. Với lại bây giờ ảnh có tiền lương mỗi tháng rồi đó anh Mai. À, vậy cũng mừng cho chú ấy. Vậy thôi em về nha. À, cô về. Dạ. Nhiều người lấy chồng chỉ thích được hưởng nhà cao cửa rộng thôi, nhưng mà em thì khác à nha. Em á, em không thích sống chung với ba má chồng hay là ba má ruột gì hết á. Em chỉ muốn là hai vợ chồng mình lúc nào cũng ở bên nhau thôi. Có chuyện gì vậy em? Em nói chuyện anh có thèm nghe em nói đâu. Em phải thông cảm cho anh. Trong thời gian này anh phải tập trung học, sắp tới kỳ thi rồi. Em có muốn anh học thành bác sĩ không hả? Em tha cho anh lần này thôi đó. Nhưng mà dù gì thì cũng phải quan tâm tới em chứ. Em không thích cảm giác bị bỏ rơi như vậy đâu. Anh mà cứ như vậy đi ấy nghe, mai mốt em ngã do lòng người khác á, lúc đó anh ráng mà chịu. Em dám nói chuyện với ông xã của em vậy hả? Sao không dám? Em đang thời son trẻ mà, em muốn được yêu thương chịu chuộng hơn. Anh mà cứ bỏ bê em hoài đi á, mai mốt em đi kiếm người khác thương em hơn anh cho rồi. Em dám hả? Em dám hả? Không có giỡn nữa nha. Ấy nè. Thôi đừng mà. Chết chứ anh. Trời, má. Trời ơi, má làm cái gì vậy? Đưa đây được cho con. Được rồi, để má làm cho cái gì được mà. Được rồi cái gì? Cái thằng này. Má, thôi, nghe lời con nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Để con. Con nghe nói á, hàng Tùng nó đưa cho má mấy chục ngàn hả má? Ủa, má gặp Tùng hồi nào đâu mà nó đưa cho má tiền? Cái gì cả? Cô Lan đi qua đây á, nói là đưa cho má. Vợ con thì nói là má ngủ trưa, cổ mới đưa cho vợ con. Không chừng vợ con nó quên chưa đưa cho má. Có bao giờ má ngủ trưa đâu. Có khi... Anh ơi, đâu rồi, vô tôi nhờ chút coi. Vợ con kêu ở trỏng kìa, vô đi con. Để lát con nhắc vợ con đưa cho má. Còn có chút xíu à, để lát con làm cho. Má nghỉ ngơi, đừng có làm nghe. Vô à. Anh nghe nói là thằng Tùng nó đưa cho má mấy chục ngàn hả? Em đưa cho má chưa? Anh có liên lạc với thằng Tùng hả? Hay là con Lan nó sợ tôi giấu nhẹm lại nên phải chạy tới nó báo với anh? Không có. Anh gặp cô Lan á, từ lúc cô bước ra khỏi nhà mình, anh hỏi cổ mới nói đấy chứ. Anh mới hỏi lại em, sợ em quên chưa đưa cho má. Ủa, mà tại sao tôi phải đưa cho má? Má sống trong nhà của mình, tôi lo lắng cho má tất cả mọi thứ hết. Má cần tiền xài cái giống gì nữa? Em nói vậy sao phải? Tiền đó là tiền chú Tùng đưa cho má. Nhiều khi má hết trầu hay là má thèm bánh trái gì đó, má có tiền má mua. Anh nói vậy chẳng khác nào tôi để cho má anh nhịn đói nhịn thèm. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Ý của anh không phải là như vậy. Chứ ý của anh sao? Anh đừng tưởng tôi ngu rồi muốn nói gì nói nha. Mà anh nghĩ đi, má sống trong nhà của mình, tôi lo cho má biết bao nhiêu là thứ. Em đừng quên, má đã đưa tiền của má, cả phần tiền của chú Tư cho mình rồi. Chứ đâu phải là má ăn nhờ ở đậu nhà mình. Vậy mà em cứ kể hoài, riết rồi anh chịu hết nổi luôn. Tiền chú Tư gửi cho má đâu có bao nhiêu đâu. Em không chịu đưa cho má, để cho má vui. Em bòn rút từng đồng từng cắc. Em tham cũng tham vừa phải thôi chứ. Tôi tham gì có ai?
Hả? Tụi anh cắp ăn trộm của ai mà tới tôi tham vậy hả? Anh là cái đồ thứ mà ăn rồi quẹt mỏi với gà đó. Tôi vì cái nhà này mà tôi phải lặn lội ngoài đường mưa nắng như vậy đó. Mà hôm nay có mấy chục ngàn của bà anh à. Tôi chưa kịp đưa mà anh chửi tôi như vậy hả? Tôi vì cha con anh, tôi vì dung dáng cho cái nhà này, tôi mới cực khổ như vậy. Tôi rước má anh về đây là vì tôi thương anh. Tôi muốn anh báo hiếu cho má anh. Tôi thương anh mà. Có mấy chục ngàn của bà à. Anh có từng nghĩ nếu như bà trăm tuổi, bà đau bệnh, bà nằm một đống ở đó, bao nhiêu tiền là đủ? Nhưng đó là tiền chú Tư đưa cho má. Nếu em làm như vậy, sau này anh mặc của nạn nhìn chú Tư nữa. Trời ơi là trời, cái nhà này mà cái gì đụng tới cái thằng đầu trộm đuôi cướp đó là tôi sống không yên mà. Thôi mà, các con. Anh nói rồi, em không được quyền làm như vậy. Các con ơi, các con đừng có cãi giả gì má nữa, má đau lòng lắm con. Má nhìn đi, con trai má chửi tôi đó, vì có mấy chục ngàn tôi chưa kịp đưa cho má mà anh dậy đẩy lên như vậy đó. Mà anh có chắc là cái đồng tiền của thằng Tùng đưa cho má là đồng tiền trong sạch hay không? Thôi thôi con ơi, thôi bây giờ con muốn giữ thì con giữ đi. Má không có lấy tiền lại đâu. Má chỉ xin là hai vợ chồng đừng có lớn tiếng nữa. Gia đình xào xáo như vậy má chịu không nổi đâu. Đừng con ơi. Má nói nghe tốt đẹp quá, chứ không phải má suối con má chửi tôi hả? Làm sao mà con, mà con có thể nói như vậy được? Không có người làm cha làm mẹ nào mà muốn gia đình con cái mình mất hạnh phúc hết. Con đừng nói như vậy, tội má lắm con ơi. Cái chuyện đó nhỏ xíu à, em làm cái gì mà làm ầm ĩ lên như vậy? Đúng rồi, nói với anh đó là chuyện nhỏ lắm. Nếu mà tôi có hầu hạ cả dòng họ nhà anh tôi như trâu bò thì nói với anh cũng là chuyện nhỏ mà. Em Thùy à, nghe nói nè Thùy. Anh tránh ra đi, tôi không muốn nghe. Lan, Lan, Lan. Ủa, anh Mai. Bác Sáu khỏe không anh Mai? Mấy bữa nay em lu bu quá chưa qua thăm bác được. Mà anh vẫn khỏe, cảm ơn cô. Anh Mai có chuyện gì muốn nói với em hả? Anh có chuyện này muốn dặn cô. Sau này mà chú Tùng có gửi gì cho má anh á thì cô đưa cho anh, hoặc là đưa thẳng cho má anh nha. Cũng không có gì đâu, tại tính vợ anh hay quên. Hôm trước á em đưa đồ xong rồi mấy bữa sau mới nhớ đưa cho má anh. Anh thì anh muốn đưa liền cho bà già bà mừng. Dạ. Anh dặn có như đó thôi. Thôi anh đi ngang. Dạ anh Mai đi. Anh đi ngang. Điểu đâu rồi? Cái gì vậy? Điểu. Không thấy tôi đang đốt rác hả? Ra đây nói chuyện cho nghe nè. Tôi đang làm, đừng có phá tôi nữa. Thì bỏ nó đi cho thằng Đức nó làm. Ra đi. Mày đốt cho cẩn thận nha. Dạ. Cái gì? Nè, mở ra đi cho cái này nè. Này là gì? Thì coi đi biết. Bà khoái liền à. Hả? Làm tên, gì mà tên. Con gà. À, con gà mái. Ở đâu ông có vậy? Ông mượn của thằng Lộc hả? Cái thằng nó làm gì cho mượn nữa? Chứ đâu ông có. Ông đừng có nói với tôi là ông đi ăn trộm nha. Bộ gà của người ta dễ ăn trộm lắm. Con gà này á là của tự tèo cuối sớm, nó đưa cho tôi. Bù lại á tôi phụ nó vác mương mấy ngày. Vậy thì quá tốt rồi. Từ nay trở đi nhà mình có con gà này để gà giống, mai mốt có trứng gà mà ăn. Này, không có bắt con gà đi nhậu nha. Không thôi là tôi... Cái gì nữa đây? Sao? Tối lúc đó rồi biết. Ê, Đức. Dạ. Đại biểu coi.
Dạ. Nãy giờ phụ má đốt lửa hả? Dạ. À, giỏi. Nè, vô lấy nước cho tôi uống coi. Dạ. Ừ. Dạ thưa cô hai, công việc cô hai sai bảo tôi đã làm xong rồi. Không biết còn chuyện gì nữa không ạ? Ờ, không còn gì đâu. Vậy thôi tôi xin phép. Mà nè, anh vội về ngoài đó lắm hả? Hay là ngồi đây nói chuyện với tôi một chút đi. Dù sao á thì ông nội cũng đi đám dỗ, chắc lát nữa mới về. Có mình ơn tôi à, buồn lắm. Dạ. Anh ngồi đó đi. Cảm ơn cô hai. Mạnh Tùng nè, từ lúc mà anh bắt đầu làm ở nhà tôi á, tôi không thấy anh xin phép ông nội tôi về thăm gia đình hả? Hay là bữa nào á anh xin phép ông nội tôi đi, chắc là ông nội không có khắt khe với anh đâu. Cô ơi, tôi làm gì có nhà để mà về chứ. Tôi xin lỗi anh nha. Ông nội có kể cho tôi nghe chuyện này rồi, nhưng mà tự nhiên tôi quên mất. Anh thông cảm cho tôi nghe. Dạ không có gì đâu cô. Tôi có nghe nói anh hai của anh rước má anh về để phụng dưỡng. Hay là bữa nào á anh xin phép ông nội tôi nghỉ một hai bữa, xong rồi về thăm má với lại thăm gia đình luôn, như vậy cũng được. Tôi đã làm nhiều chuyện xấu, mấy anh chị em nhà tôi ai cũng cảm thấy xấu hổ vì tôi hết. Tôi đâu còn mặt mũi nào để mà về nhà của bất kỳ một ai nữa. Anh nè, tối rồi mà anh Tùng anh còn làm việc sao ta? Đâu giống ghét cô hai. Mà sao cô hai lại nói vậy? Thì bởi vì hồi đó tôi có ác cảm với anh. Xong rồi lúc mà nội tôi quyết định cho anh về ở đây, tôi có đồng ý đâu. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy nội tôi nói đúng. Anh là một người bản chất không có xấu. Nội tôi rất là tin anh, và tôi cũng rất là tin anh. Vậy anh đừng có mặc cảm nghe. Ai mà không có lúc mắc sai lầm. Cảm ơn cô hai. Ơn nghĩa của ông hai và cô suốt kiếp này tôi không bao giờ dám quên đâu. Trời ơi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Anh chỉ cần sống tốt với ông nội, với tôi là tôi vui rồi. Ông hai và cô có thể quên những chuyện tốt đã làm cho tôi, nhưng còn bản thân tôi là người chịu ơn thì không thể nào quên được. Kiếp này chắc có lẽ là tôi không thể nào trả ơn cho ông hai và cô được. Hy vọng là trả ở kiếp sau. Nếu như đền ơn mà làm anh thấy nhẹ lòng, tôi có cách giúp anh đền ơn ngay bây giờ.
nhanh nhất, ngay tại kiếp này luôn. Vậy anh có đồng ý làm không? Dạ, nhưng mà cách gì mới được cô hai? Thì anh thổi sáo cho tôi nghe đi. Đó là cách anh đền ơn cho ông nội tôi rồi. Vậy là lòng anh khỏi áy náy. Tôi thích nghe thổi sáo từ hồi tôi còn đi học. Nhưng mà tôi nhớ một người bạn tôi đã từng nói, những người mà thổi sáo hay á là những người có tâm hồn trong sáng. Mà anh là một trong những người thổi sáo hay nhất mà tôi từng gặp. Cô hai quá khen tôi rồi. Thực sự ra tôi thổi sáo cho vui thôi à. Nếu như cô hai thích nghe thổi sáo thì để tôi chạy lấy cây sáo rồi thổi cho cô hai nghe nha. Thôi không cần đâu, anh ngồi yên đây đi. Cô hai biết thổi sáo hả? Tôi thích nghe thổi sáo. Hồi nhỏ tại thích quá tôi cũng đi học, nhưng mà học hoài mà không có tiến bộ gì hết. Cho nên là nhưng mà vẫn còn mê lắm nha. Cho nên là má tôi mới mua cây sáo này cho tôi nè. Sau đó không bao lâu thì ba má tôi mất trong một vụ tai nạn. Mà thôi, anh thổi sáo cho tôi nghe đi. Thổi bằng cái sáo này nè. Thank you.
mình lại nghĩ lan man mất rồi. Mình không được nghi ngờ anh Tùng. Không được. Không được. Lên. Này mấy giờ rồi hả má? Má xin lỗi, má ngủ quên. Trời ơi. Thôi được rồi, má nằm đây má nghỉ đi. Để tôi làm hết tất cả mọi chuyện cho má. Cho má vừa lòng má. Tôi hầu má mà. Trời ơi! Anh ơi! Anh! Sao má? Sao má về nhà? Trời ơi má. Anh có ơi. Sao không má? Má sao má vậy? Sao vậy? Anh ơi, anh coi má có sao không hả? Má có sao không? Má ơi, má. Nóng lạnh thôi mà. Anh làm gì anh thông báo hết cho mọi người, rồi kéo qua đây thăm nom, phiền quá trời. Thì anh Nè, chị hai nói vậy tôi không có đồng ý nha. Anh chị nhận phụng dưỡng má thì anh chị phải có trách nhiệm thông báo tình hình sức khỏe của má cho mọi người biết chứ. Thông báo tình hình sức khỏe? Dựng làm như má là bà Hoàng. Bà Hoàng gì đó không liên quan tới tụi tôi nghe. Tụi tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của má tụi tôi thôi. Được, quan tâm sức khỏe của má. Vậy bây giờ anh Mai thông báo cho Dượng biết má bị bệnh. Dượng làm được gì cho má Dượng làm đi. Thì vợ chồng con cái tôi qua thăm má đầy đủ. Má thấy con cháu cái má vui. Nhiều khi má khỏe lại. Chắc vậy tôi khỏi mua thuốc cho má uống đỡ tốn tiền. Ơi, chị hai nói vậy không được nghe chị hai. Chị dành tới 2 phần tiền để chăm sóc cho má. Chị không có được chi li tính toán từ lòng từ chắc vậy đâu nghe chị hai. Dượng nói cái gì mà có chữ dành chữ giật trong đây vậy hả? Dành là dành của ai? Thì đó. Bây giờ tôi muốn mang má về cho vợ chồng tôi phụng dưỡng. Chị 1-2 không chịu. Vậy là không dành chứ là cái gì? Nãy giờ á, tôi thấy Dượng uống trà chứ đâu phải uống rượu đâu mà nó bậy dữ vậy. Thôi đi, má đang còn nằm ở dưới, hai người cứ la lối ổm tỏi gây lộn để làm cái gì? Em à, dầu gì Dưỡng ba cũng là khách, em nên nên cái gì? Tự qua chứ tôi có mời qua đâu mà khách với khứa. Đây, đến phụ cho ông tay. Cũng gần xong rồi. Anh lại đây rồi về trễ. Cô Trang Đài có la anh không đó? Không, cô Trang Đài tốt với anh lắm, em đừng có lo. Hồi bữa em đem bánh qua cho anh ăn á, ngon lắm luôn á. Cổ tốt với anh, em mới lo đó. Hả? Em nấu gì vậy? Em đâu có nói gì đâu. Mày lên, có chuyện gì làm cho em buồn hả? Không. Mà Út là chửi em nữa đúng không? Thì tại vì anh á. Anh? Anh xin lỗi, lỗi tại anh. Nếu không phải vì thương anh, chắc có lẽ giờ này em đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình rồi. Anh đang nghĩ gì vậy? Em buồn không phải vì chuyện đó. Vậy chuyện gì?
Em buồn là gì? Em sợ mất anh. Sao sợ mất anh? Thì em sợ sẽ có người khác bắt mất anh. Trời ơi Lan ơi, anh chứ có phải con gà con vịt đâu mà em sợ người khác bắt mất anh. Tối hôm trước em thấy anh thổi sáo cho cô Trang Đài nghe. À, tình cờ cô Trang Đài cô nghe anh thổi sáo, rồi cái cô muốn anh thổi cho cổ nghe bằng chính cây sáo cho mát cổ tặng. Nếu như điều đó làm cho em buồn, anh hứa từ đây về sau sẽ không thổi sáo nữa đâu. Không phải, em không biết nói làm sao cho anh hiểu nữa. Em buồn là gì? Em thấy cô Trang Đài có tình cảm đặc biệt với anh, cho nên em sợ. Lan ơi, cô Trang Đài là chủ, còn anh đó là kẻ ăn người ở, làm gì có chuyện đó xảy ra. Em đừng tự làm khổ mình nữa được không Lan? Nhưng mà hình ảnh nó cứ quanh quẩn ở trong đầu em á. Em sợ anh không có tình, nhưng mà người ta lại có ý. Anh từng nói với em, cô Trang Đài là người tốt, không khinh người nghèo, cho nên em sợ. Vậy rồi sao? Quan trọng là anh không thay lòng đổi dạ là được chứ gì. Lan à, em có tin anh không? Chỉ cần em tin anh là được rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em buồn đâu, biết không? Anh không có muốn nhìn thấy mặt em buồn đâu mà. Cười với anh cái đi. Đi, cười đi, cười, cười. Anh đó. Anh à. Má, má thấy trong người sao rồi? Để con với anh hai đưa má đi bác sĩ khám nha. Thôi khỏi, rồi má sẽ khỏe thôi mà. Ba cái bệnh qua loa mà đi bác sĩ chưa cho tốn kém vậy con? Má đừng có lo tốn kém, sức khỏe của má là quan trọng nhất. Trong người má, má biết. Mấy con đừng có lo lắng gì nhiều hết trơn á. Trời ơi, ta nói người già trái gió trở trời là vậy đó con. Không có gì đâu con, đừng có lo nghe. Dạ. Anh hai, sao anh để má nằm ở đây? Lỡ gió mái lùi vô người má, má bệnh rồi sao? Không sao đâu chú, đóng cửa lại là được, có gió mái gì đâu. Nè, anh coi cái mền nè, mỏng như vậy, anh đưa cho má, má đắp được sao? Thôi 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 hai đứa, má, má thấy trong người má không còn sao hết trơn á, vài ngày rồi sẽ khỏe. Mà ở đây anh chị hai lo lắng cho má đầy đủ, không có thiếu thứ gì hết mà. Thím út, dạ, mai dạ. Mốt á, chú thím á, ráng đẻ đứa con trai cho nó ngon lành nha. Chứ đừng đẻ con gái như tôi. Ta nói, nhiều khi nghĩ mà tủi thân á. Cái nhà này nè, ba má tôi để lại cho tôi ở đó. Vậy mà nhiều khi ông bà đau bệnh á, tôi cũng không chăm sóc ông bà. Bị suốt ngày ở đây kè kè lo cho má chồng rồi. Em, hồi nãy á, má uống thuốc á, giờ má thấy buồn ngủ quá. Hai đứa lên trên nói chuyện với anh chị hai xong rồi à, về luôn nghe. Dạ. Dạ, vậy thôi má ở lại đây nghỉ ngơi nha má. À, má, má có cần gì á, má nhắn anh hai, báo con gấp nha má. Ê, cô hai, cô hai, đừng, đừng. Cái gì vậy? Cô sách dễ dễ chết thỏ lắm. Cầm như vậy mới là đúng cách nè. Cô không có được ôm cái bụng của nó như vậy, nó sẽ chết. Với lại nhiều người không biết chị sách cái lỗ tai của nó không. Như vậy dễ làm các mạch máu, dây thần kinh, dây chằng nó đứt, tai thỏ sẽ đổ xuống. Phải vừa cầm cái lỗ tai, vừa cầm cái lưng nó như vậy mới đúng cách. Cô thử đi. À, thôi, tôi không thử nữa đâu.
Mà nghe anh nói chuyên nghiệp quá hen. Tại tôi thích chăn nuôi, rồi lại có thằng em làm bên thú y á, cho nên tôi hay hỏi thăm nó lắm. Với lại mượn tài liệu của nó về nhà coi. Vậy thì tiếc thiệt. Tiếc gì cô? Thì tôi tiếc cho anh đó. Nếu mà anh được ăn học đàng hoàng á thì chắc là anh giỏi lắm. Tôi mà giỏi gì cô ơi, tôi mới học tới lớp 9 nè. Anh Tùng nè, ước mơ lớn nhất cuộc đời anh là gì vậy? Thì tôi chỉ tò mò thôi. Ai mà không có ước mơ lớn nhất cuộc đời mình đúng không? Tôi ước mơ á, tôi có thật là nhiều sức khỏe để tôi đi kiếm tiền, tôi lo cho má tôi, rồi lo cho gia đình nhỏ bé của tôi nữa. Gia đình nhỏ? Ý anh là... là cưới vợ rồi mau mau sinh con đó mà. Công nhận á hả, ước mơ của anh đơn giản thiệt đó. Còn tôi á, bây giờ tôi vẫn cực kỳ lan man luôn. Tôi không biết là tôi muốn gì nữa. Người nghèo thật có ước mơ đơn giản lắm cô ơi. Hết. Giá như mà tôi cũng nghèo, lúc đó hả, tôi có thể biết được ai tới với mình thiệt lòng hay không. Anh hai, dạo này má ăn uống được không anh? Ôi trời ơi, chú khỏi lo, má ăn mạnh dữ lắm. Từ nơi có bữa tôi ỷ y, tôi không có làm đồ ăn thêm. Tôi về tôi dở cái dung ra, đồ ăn hết trơn. Mà mấy bữa nay ăn hơi ít, coi bộ chắc muốn nhõng nhẽo với con cái rồi nè. Nghe má ăn được em cũng mừng. Chị ba có biết má bệnh chưa anh hai? Vợ chồng con cái nó qua thăm má rồi. Cô ba qua thăm thăm chứ đâu có tình cảm gì. Nghe đứt con cổ nói nhà cổ á, con gà mái á đẻ cả chục trứng á, vậy mà qua thăm má không có đem một cái trứng nào lấy lễ trơn. Ủa nhà chị ba có nuôi gà mái hả chị? Tôi nghe Đức nó khoe vậy đó. Dạ. Anh, em không ngờ là chị ba lại diễn cái trò đó với vợ chồng mình. Uổng công bao nhiêu lâu nay mình đối xử tốt với chị ba, nhưng mà chị ba diễn y như thiệt luôn á anh ha. Em nói vụ con gà đúng không? Chứ còn vụ gì nữa. Chỉ vì không muốn trả con gà mà chị ba lại đặt chuyện nói với em. Nói là hả, anh ba mang con gà đi làm mồi nhậu, còn khóc quá trời luôn. Thiệt hết nói nổi luôn. Em, có khi nào là con gà khác không? Anh không nghĩ chỉ vì một con gà mà chị ba lại lừa dối hai vợ chồng mình như vậy đâu. Em chắc chắn là con gà của vợ chồng mình, chứ không phải con gà nào khác hết trơn á. Anh ơi, hay là bữa nào á anh giả bộ qua thăm nhà chị coi sao. Thiệt tình anh không nghĩ chị ba lại đặt điều như vậy đâu. Thôi được rồi, anh sẽ qua nhà chị ba. Nếu đúng là như vậy, anh sẽ nói cho chị biết. Đào. Dạ. Đứng dậy. Má đứng dậy Đào. Hả? Tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi. Hả? Không được đến gần bà nội nghe chưa? Có lần bà ngoại cũng bị bệnh ho đó, mà má vẫn kêu con lên ngủ với ngoại. Bà ngoại ho kiểu khác, bà nội ho kiểu khác, mỗi người có một kiểu ho, biết chưa? Má đâu có ho lao đâu mà con sợ lây con. Má ơi, má đâu phải là bác sĩ đâu mà biết cái nào ho lao, cái nào không ho lao. Người ta nói phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Nó còn nít, nó không biết kỹ lưỡng. Má là người lớn, là bà nội của nó, má phải biết giữ gìn cho nó chứ. Nè, cấm tuyệt đối nghe chưa. Má mà bất ngờ má thấy mày ngồi kế bà nội đeo đeo là mày chết má nghe chưa. Nghe chưa? Đi lên nhà trên. Không, con ở đây với nội à. Cái con sao mà nó trả treo. Đi không? Đi lên nhà trên không? Đi nhanh lên. Đi. Đi vô. Con đi đâu con? Má ơi con đau quá. Thank you.
Anh học ở bên bệnh á, chắc là có nhiều bạn gái lắm đúng không? Nếu anh nói không có thì là không thật lòng với em. Em nghĩ đi, anh là con trai mà, cũng có, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm qua lá cành, vui chút chút thôi mà. Tình cảm mà cũng có dù vui chơi chút chút nữa hả? Trang Đại hiểu làm ý của anh rồi. Ý của anh là đó chỉ là những tình cảm đơn giản thôi, không hề có đưa đẩy vụ lợi. Đừng nghĩ xấu cho anh nha. Chứ yêu thương mà cưới á thì rất là nghiêm túc. Lúc anh học ở phương Tây á, cũng có rất nhiều cô gái thích anh, muốn đi đến hôn nhân, nhưng mà anh từ chối thẳng. Anh cũng cao giá ghê hen. Em đã hiểu lầm ý anh rồi. Ý anh là những cô gái phương Tây, nếu mình kết thân, quý nhau á, làm bạn thì rất ok. Còn cưới xin á, thì anh vẫn thích một cô gái thuần Việt, giống như em vậy nè. Anh cứ ghẹo em hoài. Em chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống đơn giản thôi mà. Đó cũng chính là nét đáng yêu nhất của những cô gái ở xứ mình. Anh nói nhiều khi em sẽ không tin. Nhiều lúc ở phương xa, anh rất là nhớ nhà và nhớ em. Anh nhớ em thiệt sao? Vậy sao bao nhiêu năm học ở bển anh không viết lá thư nào về cho em hết? Cũng có chứ. Anh cũng định viết thư cho em, nhưng mà mỗi lần lấy giấy viết ra, anh lại cảm thấy trống rỗng, không biết viết gì hết, rồi lại thôi. Nhưng mà em an tâm, mặc dù ở phương xa, nhưng mà thông tin về em và ông nội anh cập nhật rất kỹ. Bác, sao bữa nay nhìn bác ốm dữ vậy? Chắc tại bác bệnh mấy nay rồi ăn uống không ngon cho nên dòm thấy ốm mà. Rồi bác bệnh sao? Thì cũng lớn rồi con, rồi trái gió trở trời, nó vậy á. Nhưng mà không sao. Bác, bác có sao không? Trái gió trở trời, người già thường ho vậy đó. Mà điều nó hết rồi. Con à, con đừng có nói cho thằng Tùng nó biết nghe, nó lo tội nghiệp. Dạ, con biết rồi. Thôi vô trong nhà chơi nghe. Dạ thôi, gặp được bác ở đây là con vui rồi. Sao bữa nay rộng đến nhà tôm vậy? Sẵn tiện đi ngang nên ghé thăm anh chị luôn. Ủa, thằng Đức với anh ba đâu rồi? Thằng Đức nó đi học, còn anh ba cậu thì đi đám dỗ. Một tháng á, ổng đi đám dỗ chắc chừng 15 ngày chứ nhiêu. Ủa, mà cậu qua thăm má chưa? Rồi, má cũng khỏe hơn nhiều rồi. Chị thấy á, má ở bên đó cũng không có sung sướng gì hết. Biết vậy từ đầu chị kiên quyết dành má về đây chăm sóc. Sao chị nói như vậy? Thì cậu thấy đó, má bữa nay ốm nhơm ốm nhách à. Bà chị hai á, bắt má ở dưới bếp, không khác gì người ở. Thôi bây giờ vậy đi, chị em mình hùng vô nói với bà ăn tiếng. Một là chăm sóc má cho đàng hoàng, hai á là trả tiền lại rồi đưa đây cho chị, chị đưa má về chăm sóc. Chị ba, tự nhiên bây giờ gây chuyện chi, để cho anh chị em xào xáo. Với lại má cũng đã nói rồi, má không phiền trách gì anh chị hai hết. Gà đi, con quỷ gà này chạy lung tung. Chị ba, con gà đó. Con gà này hả? Con gà này á là anh ba của cậu á mua về đền cho tôi. Tại vì á, con gà mà cậu cho chị á, anh ba ảnh nhậu mất tiêu, cái rồi chị giận quá, cái ảnh mua cái con gà này đền cho chị. Lúc rồi anh ba cậu biết thương vợ thương con, rồi con quỷ gà này biết đẻ nhiều, thích ghê vậy đó. Chị ba, con gà đó em cho chị cũng được mà, cần chi chị bày vẽ mọi chuyện, báo hại em bực bội anh ba, rồi thương xót cho chị.
cậu nói chị bày vẽ mọi chuyện là sao? Thì chuyện con gà này nè, giờ em nói không có sai mà. Con gà này chính là con gà mà chị đã mượn của em. Trời đất ơi, vợ chồng cậu nghĩ cái gì vậy cậu Út? Làm gì cũng phải suy nghĩ chứ. Con gà của cậu cho mượn là anh ba của cậu đem đi nhậu rồi mà. Tự nhiên tôi bị chuyện ra nói xấu chồng tôi như vậy trời. Thì chị nói như vậy để khỏi mất công trả con gà cho em. Trời đất ơi là trời. À, vợ cậu nói với tôi là không lấy lại con gà. Bây giờ suy nghĩ lại là thấy tiếc đúng không? Rồi bây giờ kêu cậu xuống đây quậy tôi đúng không nè? Chị ba, chuyện này không có liên quan gì tới vợ của em hết. Chỉ có chị làm cho em mất mặt với vợ của em thôi. Trời, con gà đó em cho chị luôn, em không có đòi lại đâu. Từ nay về sau chị đừng có nhờ vả em bất cứ chuyện gì hết. Em không có tin chị nữa đâu. Trời đất ơi, tôi không cần đó. Cậu lo cho vợ cậu đi, không ai cần đâu. Trời ơi là trời, ông trời ngó xuống mà coi nè. Uổng công tôi bọc tôi bế, tôi lo nó ăn luôn. Bây giờ nó đối xử với tôi như vậy nè. Mấy nay em có về thăm má anh không? Má anh vẫn khỏe hả? Bác vẫn khỏe, bác nói là nhớ anh lắm đó. Cũng mấy tuần rồi anh không có về thăm má. Anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh sợ anh chị hai buồn phiền, cho nên anh không có về thăm. Anh đừng có lo, chắc là mấy bữa nay mưa nắng thất thường, cho nên là anh chị hai không cho bác ra ngoài. Anh yên tâm đi, em sẽ thay anh tới thăm bác. Anh chịu không? Lan à, em đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện rồi Lan. Em có làm được gì đâu, em làm là vì em chứ bộ. Này hộp trà mới hả má? Ờ con. Má. Ờ. Sáng mai á, tôi có cho người ta mượn cái dây tiền mới. Má đây tôi thiếu khoảng mấy chục ngàn nữa. Má có tiền không cho tôi mượn đỡ đi. Gì? Em nói má cho em mượn mấy chục ngàn hả? Ờ. Má làm gì có tiền cho em mượn? Mà thí dụ có thiếu tiền thì em lấy tiền anh mới đi thu gì nè? Ở đây á, cái dây nào vô dây đó rồi, không phải muốn lấy là lấy. Thì hỏi mượn vậy thôi, má có thì cho, không có thì thôi. Ừ má đâu có tiền con. Thiệt là má không có tiền hả má? Má đâu có làm gì ra tiền đâu. Ủa, vậy chứ mấy bữa đàn Tùng nó không ghé cho tiền má hả? Đâu có. Vậy thôi, không có gì hết, má xuống dưới má làm công chuyện tiếp đi. Làm cái giống gì bà ra ngoài đó mà ngồi mà dòm con gà hả? Công nhận cái con gà này nè y chang như con gà thằng Út cho mình. Cái con gà mà ông đi mận thịt đó. Cái gì? Bà định kiếm chuyện với tôi đó hả? Không có. Tại hôm bữa thằng Út nó ghé chơi nè, nó nhìn con gà, nó cứ quả quyết con gà này là con gà của nó. Tôi giải thích hoài mà nó không tin mới chết chứ. Rồi sao? Nó định đòi lại hả? Không có. Nhưng mà làm như nó nghĩ là tôi cố tình không muốn trả con gà vậy đó. Nên nó nói từ nay trở đi nó không giúp vợ chồng mình nữa. Giúp đỡ? Nó giúp được bao nhiêu mà bày đặt ra vậy? Được rồi, để tôi kiếm nó tôi chửi vô mặt nó. Thôi đi, tại con gà nó giống nhau nên nó nhìn nhầm thôi chứ gì. Bà cứ cái tật như vậy
rồi anh em bà con, bà coi vợ chồng mình ra cái gì? Từ giờ trở đi không có anh em cùng mẹ gì hết á. Trời ơi, anh lấy tiền của em làm cái gì? Vậy chứ sao á, tôi để gần 30 ngàn trong tủ, chẳng lẽ không có cánh mà bay? Em tìm lại thứ coi. Tôi đã tìm kỹ lắm rồi, tìm tất cả mọi thứ rồi. Rõ ràng là hồi hôm á, tôi đếm tôi để gần 30 ngàn trong tủ để sáng nay đi chợ. Vậy mà kiếm hoài không ra. Ngoài anh á, chỉ có má bước chân vô phòng này thôi. Giờ anh có lấy không? Có lấy á thì đưa lại cho tôi liền đi. Anh đã nói rồi là anh không có lấy. Má, má vô tôi hỏi chút chuyện coi má. Hồi nãy lúc tôi đi tắm á, má vô buồng của tôi gom quần áo đi giặt đúng không? Thì con kêu má lấy quần áo đi giặt mà. Tôi kêu má vô đây gom đồ đi giặt, chứ không phải kêu má vô đây lục tủ của tôi lấy tiền. Em à, Thùy ơi, con mà nói vậy là con mang tội đó. Tội? Má, tôi nói thiệt cho má biết á, từ hồi xưa đến giờ á, cái nhà này chưa mất mát một cái thứ gì á. Mà từ ngày tôi rước má về ở, lúc á thì mất đồ ăn, lúc á thì mất mấy cái tiền lặt vặt. Tôi nhịn dữ lắm, hôm nay tôi chịu hết nổi rồi tôi phải nói thôi. Em à, má anh không phải là người như vậy. Em nghĩ lại thử coi, coi có cái gì đó nó nhầm lẫn hay không. Anh có dám khẳng định là má anh không lấy tiền của tôi không? Dám. Anh khẳng định má anh không có lấy tiền. Được, đi theo tôi. Đi má, coi nó làm cái gì má. Sao tôi nói tôi ghét cái đó mà má cứ để ngay mặt tôi hoài vậy hả? Má xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi má. Đụng tới má lúc nào má cũng xin lỗi hết trơn á. Mới vừa tức thì đi nè, không có thể nào mà tẩu tán đi đâu được hết trơn á. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Con ơi, má. Thôi, em không được làm như vậy. Tại sao? Anh nói má anh trong sạch, anh phải để tôi lục tôi kiếm. Tôi bị mất tiền mà. Nếu như hôm nay tôi không tìm được món tiền đó thì từ ra về sau, trong nhà này có mất bất cứ thứ gì, tôi cũng không bao giờ nghi ngờ má anh. Con má, má, má cứ để cho cô xét, để cô sáng mắt ra. Con à, tiền của má, tiền của má mà, tiền của má mà con ơi. Đây rồi, anh thấy chưa, anh thấy chưa? Tiền gì là tiền của má? Tiền này của tôi bị mất. Thầy là má không có lấy của con một đồng bạc nào hết. Đây là của ai, của ai? Của thằng Tùng nó gửi cho má. Thằng Tùng nó gửi hồi nào? Mới vừa hôm qua má nói với tôi má không còn tiền, và cũng lâu rồi thằng Tùng nó không cho tiền má. Vậy thì đêm hôm nó lẻn qua đây nó cho tiền má hả? Hôm qua con Lan nó đem qua, nó nói của thằng Tùng gửi. Tại vì má muốn để dành tiền mua trầu cao, thành ra lúc con hỏi mượn tiền má nói không có. Tôi không cần biết, nhưng mà tôi mất cái số tiền, tôi dám chắc trong này khoảng 30 ngàn. Đúng cái số tiền tôi mất. Anh không tin đúng không? Anh đếm đi, anh đếm đi. Con ơi con, má thề má không có lấy đồng nào của vợ con hết á. Nội không có lấy tiền của má đâu. Mày nín, mày là con nít, biết cái gì mà nói, câm. Tại vì hôm qua nội nói nó có tiền nên mai nó sẽ mua bánh cho con. Cái mặt của mày, cái mặt của mày, cái mặt của mày, dài cái bánh dài cục kẹo là vô được mày à. Đi lên nhà trên, đi lên nhà trên. Đi nha, đi nha, đi. Tôi khổ quá mà. Tôi thương anh, tôi thương má. Tôi đem má về đây để phụng dưỡng má. Vậy mà má phản tôi, má ăn cắp tiền của tôi. Vậy làm sao tôi có thể an tâm cho má sống trong căn nhà này được nữa chứ hả? Kẻ gian bên ngoài mình còn lường còn tránh, người trong nhà thì làm sao mà canh được hả? Thùy ơi, sao con nói vậy? Má không có lấy tiền của con mà. Được rồi, con sẽ tìm cho ra cô Lan để ba mặt một lời. Con đừng kêu cô Lan, đừng đi. Má, má nói với con là cô Lan đem số tiền này qua đây đưa cho má. Mà bây giờ con kêu cô Lan qua đây thì
thì má lại càng. Là sao má? Tại vì má không muốn con Lan nó biết chuyện xấu hổ trong nhà mình. Bây giờ vợ con muốn nghĩ gì, muốn chửi gì, má nhận hết. Chứ không phải má sợ kêu người tới làm chứng rồi má cản lối hả? Anh nhìn kỹ đi, coi tôi hồ đồ hay là ai hồ đồ. Dạ, anh Tùng gửi cái này cho bác. Bác cầm đi. Trời ơi, sao mà nó cứ cho tiền bác hoài vậy? Biểu nó bỏ trong túi rồi khi nào có chuyện gì lấy ra xây xài chứ. Anh cũng không cần làm gì, cho nên là anh đưa cho bác hết đó. Bác cứ giữ lại mà xài nha. Thôi con đưa lại cho nó. Bác không có cần, không cần gì hết đâu. Bác, bác mà không cầm anh Tùng anh buồn lắm đó. Anh Tùng anh nói với con, anh không chăm sóc được cho bác là anh đã mang tội bất hiếu lớn lắm rồi đó bác. Con về nhắn với nó là bác không cần đâu. Bác, bác cầm đi cho anh vui nha, không có sao đâu. Ba con đi kêu cô Lan qua làm chứng hả nội? Mà nội lại để má con nghi oan cho nội hả nội? Đào à, con còn nhỏ lắm, con chưa hiểu hết chuyện đâu con. Dạ, con thương nội lắm. Nội đừng buồn nữa nha nội. Đào ơi! Chết, má con ra. Con ơi, má con mà thấy con ở đây với nội là thế nào má con cũng la con đó. Con không sợ, con chỉ sợ má la nội thôi. Để con đi trốn. Đào ơi! À! À! Trời ơi! Ôi, trời ơi tôi! Má tránh ra! Trời ơi con ơi! Con ơi con ơi! Đào ơi đào! Đào ơi đào! Đào ơi! Con ơi. Vừa lòng hả dạ má chưa? Thủy ơi! Má! 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 Má, má, đó đâu phải là lỗi của nội, con tự chạy té mà. Tôi đã dặn má biết bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn cho con Đào đó ở gần má. Vậy mà tại sao không có tôi là má kéo nó tới bên má, để bây giờ con tôi nó phải đập đầu như vậy? Hay là má biết tôi sanh không được nên má cố tình má giết chết con Đào để cho gia đình tôi tan nát má mới vừa lòng? Kìa em, anh xin em mà, em đừng nói những lời cay độc đó với má được không? Em cũng thừa biết là má thương bé Đào đến cỡ nào mà. Thủy ơi, Đào nó là cháu nội của má,
Lẽ nào má không thương cháu nội của má sao con? Má đừng có mèo khóc chuột với tôi nữa. Má sống trong nhà tôi, lúc thì má ăn cắp tiền của tôi, lúc thì má làm con tôi té đập đầu như vậy. Tôi quá sợ má con mấy người rồi. Được, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, cho má con anh ở đây cho vừa lòng. Nào, dậy đi về ngoài với má. Dậy đi về ngoài với má nhanh lên. Thôi mà em, con nó sợ kìa. Anh buông ra. Em, đừng có làm cho con nó sợ mà. Thôi mà. Em, thôi mà xin em mà. Con nó sợ kìa. Con ơi, con cứ ở nhà của con, để má đi, để má đi mà. Con ơi, con người mẹ nào mà không muốn cho gia đình con mình được sống êm ấm hạnh phúc đâu con. Nhưng chỉ vì sự có mặt của má mà nhà con xào xáo, thì để má đi, để má đi đi. Nếu má thương con, má đừng buồn vợ con nha má. Vợ con nó giận quá mất khôn nên mới vậy thôi. Ai nói tôi giận quá mất khôn? Nếu như hôm nay anh giữ má ở lại đây, tôi và con sẽ đi. Để má đi. Tôi đi. Bà có chân có cẳng, tự biết đi. Nếu như hôm nay anh bước chân ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ quay trở về nữa. Được, kể từ bây giờ tôi sẽ không trở về cái nhà u ám này nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi nhìn cô lâu lắm rồi. Đừng tưởng tôi nhu nhược, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Con có sao không? Con có sao không con? Con ơi, con ba nè. Con đau đau. Vậy là mình không thể ở đây được nữa rồi, phải đi chỗ khác thôi. Ông đi với tôi nghe không? Sao vậy? Bác đâu có khóc đâu.
Vợ chồng anh hai đuổi bác đi hả? Không đâu, con đừng nghĩ quan cho vợ chồng nó. Đi là bác tự đi mà. Bác đừng có gạt con. Vợ chồng ảnh không đối xử tệ bạc với bác thì làm sao mà bác bỏ đi được? Không được rồi, còn phải nói chuyện này với anh Tùng mới được. Con ơi, thằng Tùng nó khổ tâm vì bác nhiều lắm rồi, đừng có nói con ơi. Con xin lỗi bác, con hứa là sẽ không nói cho anh Tùng biết đâu. Bác tính đi đâu? Bác tính về nhà ăn Điểu. Mà bây giờ đi qua nhà chị Điểu xa dữ lắm, mà trời cũng sắp tối nữa. Không sao đâu con, trời vậy mà không sao đâu, bác đi bộ chừng chút là tới liền à. Bác, hay là để con đi với bác nha. Thôi con đi rồi, đưa tới đó rồi con về trễ rồi mà Út lo lắng mà Út rầy con. Thôi để bác đi một mình được rồi con. Bác Sáu. Hay là để con kêu xe ôm cho bác đi nha. Thôi không cần đi xe ôm, đi bộ được rồi con ơi. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. Lan, nhà chú xe ôm ở gần đây nè, đi bác đi theo con qua đó. Lan à. Ủa má, má làm gì vậy má? Thì soi trứng. Trứng nào có cổ á thì để con gà mái nó ấp, còn trứng nào không có cổ á thì lục cho cha con mày ăn. Thì hả má? Ừ. Thích quá má ơi. Có tiếng xe kìa má. Ra coi ai tới. Dạ. Ai mà tới giờ này vậy ta? À, ngoại lên. Ngoại lên má ơi. Ngoại lên nhà mình nè má ơi. Ngoại đây nè má. Má. Trời ơi, má. Lan ơi, lên biểu coi. Tùng ơi, mai lên chốn thành đô nhà sen gực gỡ. Xin đừng quên bến đò dạ, xưa con sông nhỏ em dò gió mong chờ. Trời đất ơi, sao mày ca nghe dở ép vậy mày? Tiền bán ra hồi chiều đâu rồi, sao không chịu đưa? Mai tôi còn đi chợ nữa. Má, má lấy cái tiền đó xong á, má cho con ít ngàn nha, để con đi uống nước với bạn. Còn tiếc chưa chịu đưa. Mà Út à, hôm nay con có việc gấp cho nên là con xài hết số tiền đó rồi. Mà Út à, hay là mà Út cho con luôn số tiền đó đi, để mai mốt con làm bù lại đưa cho mà Út nha. Trời đất quỷ thần ơi, Lan, sao mày lộng hành dữ vậy Lan? Mày xài hết số tiền rồi, sao mày không xin phép tao một tiếng vậy hả? Con xin mợ, mợ hãy tha lỗi cho con. Thật sự là con có chuyện gấp. Hồi chiều con tính nói cho mợ Út rồi, nhưng mà con sợ. Mày mà sợ ai? Nè, tao hỏi mày nè, mày làm cái gì hả? Mày xài số tiền đó làm cái gì mà khẩn cấp tới mức mày không kịp xin phép tao vậy hả? Dạ con có chuyện riêng. Riêng cái gì mà riêng, tôi biết chắc luôn nè, chị lấy tiền cho ông Tùng chứ không đâu hết á. Em Út trong nhà xin mấy ngàn chị không cho, trai ngoài đường xin bao nhiêu chị cũng cho là sao? Em đừng có nói bậy, chị không có lấy tiền cho anh Tùng. Nó là mày cái gì? Tao hỏi mày nè, mày không cho thằng đó chứ mày làm cái gì? Mày làm cái gì? Trời ơi, đừng có thứ giả trai. Tại sao mày không nghĩ tới cái gia đình này hả? Được rồi, mai tao gặp thằng đó, tao cảnh cáo nó, chứ đừng có thấy mày ngu rồi bon rút. Mà Út, từ trước tới giờ con làm bao nhiêu tiền con cũng đưa hết cho mà Út. Hôm nay con có chuyện gấp cho nên con mới xài hết số tiền bán rau. Mà Út ơi, thiệt sự là tiền nó cũng không nhiều lắm. Con xin mà Út hãy tha tội cho con. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới anh Tùng hết. Mày đừng có bao che cho nó, mà cũng đừng có cản tao. Tao thề với mày luôn á, ngày mai tao gặp nó là tao chửi thẳng vô mặt nó nè. Để
để nó được cho rằng cái gia đình này á đều ngu như mày. Mẫu, con nói lại lần nữa, thật tình chuyện này không liên quan gì tới anh Tùng hết. Nếu như mà mẫu kiếm chuyện với anh Tùng làm mất mặt con thì con sẽ bỏ nhà ra đi. Ê, trời đất ơi, trời ơi, cái con này nó ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao vậy? Kệ bà đi. Trời ơi là trời, bà muốn đi cho bà đi luôn đi, chắc sợ bà. Tức chết với con này mà. Cái gì? Bà chị hai bà dám nói má ăn cắp tiền? Trời đất ơi, để ngày mai con lên đó con chửi vào mặt bà. Đồ thứ con giao mất vậy. Con ơi, chị hai con hiểu lầm thôi chứ nó không có ác ý đâu con. Chẳng qua nó hiểu lầm thôi. Bây giờ mà con làm lớn chuyện thì má càng xấu hổ thêm thôi mà. Tại vì má hiền quá cho nên má mới leo lên đầu lên cổ má đó. Còn cái ông anh hai nữa, đàn ông gì mà nhu nhược, ngồi đó nhìn má mình bị chửi, má mình bị đuổi ra ngoài đường cũng để được nữa. Anh chị hai không có đuổi má đâu, chỉ là má muốn, má muốn qua ở với vợ chồng con thôi. Nhưng mà vợ chồng con nghèo, đâu có đủ điều kiện để lo cho má được đầy đủ đâu. Được mà con, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không sao đâu con. Nhưng mà ngay từ đầu á, con đã nói với má rồi, cái nhà đó ở không có được đâu. Cái bà chị hai là tuy bà giàu nhưng mà bà tham lam ích kỷ lắm. Thôi giờ về đi, má về để ở với vợ chồng tụi con đi, tụi con chăm sóc má. Ông nói thiệt hả? Ông chịu cho má về ở đây hả? Chứ sao nữa, má giờ già cả lớn tuổi rồi, cần có con cái chăm sóc. Con trai con gái gì á, con nào chẳng là con, phải không má? Má cảm ơn con, cảm ơn con nha Trung. Ngoại, ngoại, vậy là từ nay ngoại ở với con luôn đúng không ngoại? Ngoại ở đây luôn nha con. Con thích quá ngoại ơi. Má thấy không, từ ngày má cho tiền tụi con trả hết nợ, ổng thay đổi rồi đó. Má, má cầm gì vậy? Má mang gì qua cho tụi con vậy? Tấm hình của tía. Má muốn là má đi đâu má cũng mang tía theo. Con biết rồi. Má mang tía theo luôn hả? Vậy được rồi. Thì để con coi sắp xếp cái chỗ nào trang trọng để con lập bàn thờ tía. Con nói thiệt hả? Chứ sao giờ? Con cho má lập bàn thờ tía ở đây hả con? Thì má đi đâu tía theo đó. Thôi, coi như tía vợ cũng là tía của con đi. Cảm ơn con. Má cảm ơn con nghe Trung. Má cảm ơn nhiều lắm nghe. Đức. Dạ. Đem đồ ngoại lên, dọn giường cho ngoại. Lại lên. Dạ. Để má đi lên. Dạ. Cái gì mà mới sáng sớm tới hả Dương ba? Thì tôi có chuyện tôi mới tới. Bộ anh hai định không cho tôi vô nhà hả? Được chứ. Rồi
thì phải vô nhà mới nói chuyện được chứ. Vô đi. Chà, chia tiền xong cái cuộc sống khác hẳn ha. Mua sắm dữ ha anh hai. Chuyện thông cảm, sáng sớm chưa có trà nước gì hết. Thôi khỏi đi anh hai, tôi tới đây đâu phải uống trà với anh. Ủa, ai mà sáng sớm Dượng ba, qua đây làm chi sớm vậy Dượng? Có chuyện, tôi mới qua kiếm vợ chồng anh chị. Tôi muốn bàn công chuyện với hai vợ chồng anh chị. Có chuyện gì Dượng cứ nói. Vợ chồng tôi quyết định là đón má về phụng dưỡng. Từ nay anh chị khỏi phải phiền phức nữa rồi. Tôi thấy má cũng khoái ở bên chỗ cô với Dượng à. Anh thấy cũng hợp lý. Con gái ở với má thì gần gũi hơn. Má qua ở với vợ chồng cô Dượng là chính xác. Cái chuyện này tôi nói ngay từ đầu rồi mà. Con dâu làm sao mà chăm sóc cho mẹ chồng bằng con ruột chăm sóc cho mẹ được. Ủa, vậy là sáng sớm Dượng qua đây chỉ có nói mấy lời vậy thôi đó hả? Tất nhiên rồi. Vậy nói xong rồi mà Dượng về. Tại mới sáng sớm nhà cửa cũng lu bu lắm. Anh vô coi con ăn uống xong lẹ đi học. Khoan, chị hai, từ từ, tôi chưa nói xong mà. Còn gì nữa? Lúc trước anh chị đón má về, anh chị nhận phần tiền của má và của thằng Tùng. Bây giờ vợ chồng tôi đón má về thì anh chị phải ói lại hai phần tiền đó chứ. Trời đất ơi, vậy là sốt sắng. Chạy xong xong qua sáng sớm, cuối cùng chỉ là cái mục đích này thôi. Vậy thôi nãy giờ người ta nói luôn đi. Vòng vòng đóng vai người con rể hiếu thảo, giỏi thiệt. Không phải đâu, anh thấy Dượng ba nói đúng á. Nếu như má không ở với vợ chồng mình đó thì mình nên lấy số tiền đó đem qua đưa cho. Đem cái gì mà đem? Bả đi là tự động bả đi khỏi nhà, chứ tôi có đuổi bả đâu. Ha, rồi bây giờ mấy người không tính hả? Thời gian bả ở đây, tiền của tôi nuôi bả là bao nhiêu? Cái gì vậy chị hai? Bây giờ tôi cho chị tính luôn. Một ngày bả ăn nhiêu tiền, chị cộng lại rồi chị nhân lên, rồi chị trừ số tiền đó, còn nhiêu đưa lại cho tôi. Nè, vợ chồng cô Dượng muốn đón bả về ở thì cứ việc đón, đừng có qua đây mà tính toán với tôi. Nhà này không có đưa một xu một cách nào hết đó. Chị ơi, chị ơi, giờ sao anh hai? Anh tính đi chứ. Ông ơi, vậy là ông được yên nơi yên chỗ rồi. Tôi thiệt mừng hết sức. Cứ tưởng là thằng Trung nó tệ, mà cũng không ngờ là nó cư xử được quá. Ông có linh thiêng, ông về ông phù hộ cho gia đình, cho mấy đứa nhỏ ngang ông. Trời ơi, Đức, Đức, dậy đi học nè, Đức. Con lại trời Phật bốn phương tám hướng, hai bên gia giác phù hộ cho gia đình con gái con được gặp may mắn, cho con rể con trở lại tánh tình hiền hòa, chí thú làm ăn, thương vợ thương con. Con cũng cầu nguyện trời Phật cho con có được sức khỏe, để đừng làm phiền mấy đứa con của con nữa. Má, sáng giờ má thấy ông Trung đâu không má? Sáng ra má không thấy nó.
Đi đâu mà sớm vậy ta? Thôi để con chạy ra mua gì cho má ăn nha. Thôi thôi nè, trong nhà còn miếng cơm nguội đó, má chiên lên rồi cho thằng Đức nó ăn miếng nó đi học. Còn lại hai má con mình ăn được rồi khỏi đi mua ngang. Dạ vậy cũng được má. Đi đâu mà không nói tiếng nào vậy trời? Anh Tùng, anh Tùng. Ủa mừng. Đi ra đây. Đi đâu đây? Lẹ lên. Anh có phải là đàn ông không vậy? Tại sao lấy tiền của chị Lan tôi? Em nói vừa vừa mừng. Thôi hai người đừng có giả bộ nữa. Hôm qua chị Lan tôi bán cả gánh rau về không đưa cho má tôi một đồng nào hết. Có phải chị đưa cho anh đúng không? Không phải vậy đâu, Lan đâu có. Làm ơn đi, tránh xa chị Lan của tôi ra. Má tôi không bao giờ gả chị Lan cho ông đâu. Cái thứ mà trộm cắp nhau mà hả, không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Anh Tùng, thằng nhỏ đó là ai vậy? Chỉ là đứa em trong xóm thôi. Sao nó nói năng với anh hỗn hào quá vậy? Anh không la cho nó một trận? Nó nói cũng đúng mà cô hai. Anh Tùng nè. Dạ cô hai. Anh đừng có buồn nữa. Tôi nghĩ là mọi chuyện cũng sẽ qua. Một thời gian nữa thì mọi người cũng sẽ quên thôi mà. Cảm ơn cô hai. Má. Ông đi đâu về vậy? Tôi đi đòi lại sự công bằng cho má. Là sao? Dạ thưa má, bắt đầu từ bữa nay má cứ yên tâm ở đây, đừng có sợ gì hết trơn á. Vợ chồng tụi con sẽ đối xử với má tử tế đàng hoàng. Thằng Trung này á có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà về ân nghĩa con không có nghèo đâu má. Con nói thiệt ha? Dạ. Cảm ơn con nghe. Dạ. Vậy thôi bây giờ má vô thay đồ đi, má đi với con. Trưa nắng vậy ông bắt má đi đâu? Thì đi qua nhà anh chị hai. Ông nói gì tôi không hiểu. Bà đúng là đồ chậm tiêu, không có biết gì hết trơn. Hồi sáng giờ bà có biết tôi đi đâu không? Đi đâu? Tôi qua nhà anh chị hai đòi tiền cho má. Ông đi đòi tiền thiệt hả? Ủa thiệt chứ sao không thiệt. Tôi qua nhà bên đó gặp hai người ở nhà luôn. Cái bà chị dâu của bà đó nha, là cái loại đàn bà độc ác. Còn cái ông anh hai của bà đó, là cái loại đàn ông sợ vợ nhu nhược hèn. Thôi má, bây giờ má đi với con đi. Thôi thôi mình bỏ qua đi con. Tánh chị hai con là con biết rồi, mình đừng có làm lớn chuyện, bỏ qua đi con. Bỏ? Bỏ là sao má? Bỏ đi rồi lấy cái gì á, vợ chồng con nuôi má. Này, má phải đi qua lấy tiền về đưa cho tôi. Tiền của má để cho ông bà hai giữ. Rồi má về đây bắt vợ chồng tôi lãnh má. Má chơi gì kỳ vậy má? Nè, nhậu rồi đúng không? Nhậu gì mà nhậu, nhưng mà tôi không có xỉn, tôi tỉnh. Đi ra làm sao để tôi làm cái gì cho nhậu. Đi, đi, ông Trung ông xỉn rồi. Má đừng có để ý nha má. Còn nhúc đi. Mình phải đầu tiền gì cho má mới được. Mệt ông thiệt à. Lan. Anh Tùng, anh đi đâu đi ngang qua đây vậy? Anh đi tìm em nè. Anh kiếm em có chuyện gì hả? Sao em giấu anh chuyện đó? Đừng, con đừng nói cho thằng Tùng biết. Bác không muốn nó phải khổ tâm vì bác đâu. Thằng Tùng nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ủa, ai nói cho anh biết chuyện gì hả? Thì Mừng, nó nói anh mới biết là em bị mờ út la. À, vậy mà lại em tưởng. Bộ còn chuyện gì nữa hả? Dạ không, đâu có chuyện gì đâu. Anh đừng có lo cho em, không sao hết á. Lan,
Em đang cần tiền phải không? Để vài bữa nữa ông hai cho tiền anh, rồi anh đưa cho em. Đâu có. Em cần tiền làm gì chứ? Không có đâu. Thằng Mừng nó nói kìa. Thằng Mừng á, nó hay lấy tiền của em đi chơi, cho nên là em mới nói vậy đó. Em không gạt anh chứ? Thiệt. Em nói thiệt mà. Đi. Để anh phụ cho. Em uống nước đi. Tại bây giờ á, anh không có tiền nhiều, nhưng kể từ hôm nay á, mỗi tháng ông hai cho tiền anh, cái anh đưa cho em với má. Thiệt tình là em không có cần tiền mà. Đừng cãi anh. À, em quên nói với anh, bác Sáu chuyển về nhà chị Điểu rồi đó. Sao vậy? Bộ má anh có chuyện gì hả? Chị hai đối xử với má anh không tốt hả? Không, là tại vì bác Sáu muốn chuyển về nhà chị Điểu ở một thời gian cho vui thôi. Nếu vậy tốt, anh chỉ sợ. Không sao đâu, em đã hỏi kỹ bác Sáu rồi, anh đừng có lo. Vậy để anh về xin phép ông hai rồi qua nhà chị ba gặp má. Ủa má, má đi đâu đây? Trời ơi, má tính qua ông hai gặp con nè. Ừ má. Nè, má ngồi xuống đây đi. Con nghe Lan nói á, má về ở nhà chị ba. Con định trưa nay con xin phép ông hai cho con về con thăm má nè. Trời ơi, má ở không mà. Hễ khi nào má thấy nhớ con cái má chạy qua ông hai thăm con. Con đừng có xin phép ổng, phiền lắm. Nhưng mà sao tự nhiên má về má ở nhà chị ba vậy má? Tại vì má thấy ở bên anh chị hai má không có mừng gì trơn á. Rồi má nhớ chị ba, má nhớ thằng Đức. Má tin về ở bên chị ba con một thời gian. Mà anh chị hai con cũng tốt lắm, cũng cản má đó chứ. Mà tại má muốn đi thôi. Vậy rồi anh ba anh có vui khi má về ở chung không? Trời ơi, cái thằng đó nó mắc cái tánh ăn nhậu thôi, chứ cái bụng nó tốt lắm con. Nó thấy má nó mừng lắm. Đây nè, cái khăn này là nó cho má đây nè. Thiệt không má? Trời, tao nói dối mày chi hỏi kỹ con. Bây giờ con chỉ mong các anh chị chăm sóc cho má đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ thấy má không được khỏe ăn gì, con lo. Già rồi mà con, đâu có được như trước nữa. Mặt trời xuống núi rồi con. Chị nói sao? Má bỏ đi hả? Má bỏ lên nhà của ba ở rồi. Chú coi á, má làm chuyện không phải. Tôi giận, tôi nói má có mấy câu à, má đùng đùng bỏ đi, chứ có phải tôi xua đuổi gì đâu. Mà cái chuyện này nha, tôi nghi ngờ là do cô ba của Suối. Hổng cô ba của lên nhà tôi thăm má, cổ ngồi cổ rù rì rủ rỉ với má riết à. Ý của vợ chồng cổ á là muốn đòi lại cái số tiền của má với chú Tùng. Mà chú coi á, má làm vậy phải vô lý không? Trong khi vợ chồng tôi là người lo cho má, mà hở có chuyện gì á, má nồng nã má bỏ đi à. Mà vợ chồng cô ba chú còn lại gì cái tính nữa. Tiền mà vô tay cổ á như là gió thổi mà tóc nóc vậy. Thổi một cái là không còn gì trơn. Chị nói cũng phải, nhưng mà em thắc mắc, tại sao má lại lấy tiền của chị để làm gì chứ? Trời ơi,
Cái chuyện nó dễ hiểu vậy mà chú Út. Cô ba cổ lên cổ than, rồi má nghe má chịu không nổi, rồi má lén lúc má ăn cắp số tiền của tôi dám dúi cho cổ. Tính má não giận vậy mà. Thiệt tình em cũng không hiểu nổi má luôn á. Thôi được rồi, lát nữa em sẽ ghé nhà chị ba gặp má coi sao. Thì tôi báo cho chú hay vậy đó, chứ để má bỏ đi vậy á, rồi sau này chú trách tôi. Em không trách gì đâu. Mà sẵn tiện á, chú nhắn vợ chồng của ba giùm tôi, đừng bao giờ dòm ngó tới cái số tiền đó nữa. Mà tôi nuôi má từ đó đến giờ tốn biết bao nhiêu là công sức tiền của. Rồi tôi thấy á, sắp tới đây dỗ quải của tía cũng vợ chồng tôi lo. Sau này má mất á, anh Mai anh là con trưởng, vợ chồng tôi gánh nặng đủ thứ hết á. Em biết rồi. Cảm ơn chú đã hiểu cho vợ chồng tôi. Đúng là người có học với chú cái chuyện dễ dàng. Cái này là do tấm lọc gió bị bụi bám nhiều nè, cho nên máy khó nổ. Bây giờ tôi lau sạch rồi, giờ máy bình thường rồi cô hai. Trời ơi, anh nói giống như là chuyên gia vậy á. Sao anh biết hay vậy? Thì tôi học lớn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chứ có gì đâu hay. Anh giỏi thiệt luôn á. Hay quá. Được rồi nè. Hay quá. May mà có anh sửa được cái máy này á, mấy ngày cúp điện nhà cũng đỡ. Mạnh Tùng nè. Dạ. Anh lớn tuổi hơn tôi mà anh cứ dạ thưa hoài à. Tôi nghe tôi cũng thấy ngại luôn á. Tôi là người làm, còn cô là chủ, xưng hô vậy là đúng rồi, có gì đâu cô ngại. Cái gì mà chủ với người làm? Anh còn nói vậy nữa là tôi giận à nghe. Ông nội tôi coi anh như con cháu trong nhà, mà anh suốt ngày cứ phân biệt giai cấp vậy hoài à. Hay là tôi có ý này, tôi với anh là bạn bè nha, anh có đồng ý làm bạn với tôi không? Thân phận của tôi như vậy sao dám làm bạn với cô? Thân phận của anh thì sao chứ, chỉ là anh kém may mắn hơn tôi thôi mà. Anh có đồng ý làm bạn với tôi không nè? Thôi được rồi, cảm ơn cô. Tại tôi dơ quá. Có sao đâu, bạn bè mà. Ha